Mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình Book Alive trên kênh YouTube của anh Khoa. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu tiếp tục quyển tự truyện Chưa lớn đã già, từ huyền thoại điện ảnh của Hoa ngữ, nam tài tử Thành Long, và chương 2 Một người bình thường, cùng với các tiêu đề nhỏ. Tính bao đồng, hồi 17 tuổi hay 18 tuổi, đám diễn viên võ thuật của chúng tôi chẳng ai có tiền, cả bọn đi nhờ xe của người ta, đi hóng gió. Hồi đó, con gái Hồng Kông rất thích mặc váy ngắn. Chúng tôi thường nhìn thấy rất nhiều nữ sinh đi trên phố, váy ngắn cũng cỡn, hút thuốc lá phì phèo, đi lại thì uống a uống éo. Tôi trông rất chói mắt, chẳng thấy thích chút nào. Học sinh không nên làm như vậy, học đồ những tật xấu này sớm để làm gì cơ chứ. Nhưng lúc chờ đèn đỏ, chúng tôi cố tình đổ xe cạnh họ, rồi cầm cây chổi lông gà trên xe, phát thẳng cánh vào mông họ. Vừa lúc chuyển sang đèn xanh, chúng tôi liền vọt đi luôn. Vừa chạy đi vừa nhìn gương chiếu hậu, xem họ hét lên inh ỏi chửi bới chúng tôi. Tôi thấy rất đắc ý. Bao nhiêu năm qua, tôi đã đi khắp mọi nơi trên thế giới. Thực sự hiếm có khi nào nhìn thấy ở đâu có cái cảnh người đi bộ trên vạch qua đường phải dừng lại nhường đường cho xe qua. Ở Mỹ và rất nhiều quốc gia khác, nếu như có người đi bộ trên vạch qua đường, xe cộ bắt buộc phải dừng lại. Ở Australia, nếu bạn phải đâm vào người đi bộ trên vạch qua đường, sẽ bị quy tội cố tình mưu sát. Nếu đâm chết người, sẽ phải chịu án tù chung thân. Nhưng ở đại lục, người đang đi trên vạch qua đường nếu thấy có xe chạy tới sẽ dừng ngay, không dám đi nữa, mặc dù có vội đến mấy. Đôi khi những người bạn nước ngoài của tôi tới Bắc Kinh đang sang đường thì bắt gặp cảnh này, buộc miệng kêu lên "Oh my God!" Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tôi rất ghét cái cảnh xe chạy trên đường phố Bắc Kinh không chịu nhường đường cho người đi qua đường. Có một lần, đứng trên cầu vượt bắc qua đường Tây Đại Vọng, tôi nhìn thấy bên dưới đang đèn đỏ nhưng vẫn có xe lao về phía hàng người đi bộ. Tôi vô cùng tức giận, liền đi thật nhanh xuống cầu, tiến lại gần vạch sang đường dành cho người đi bộ. Đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu vàng, đã có vài chiếc xe nôn nóng trực lao lên. Tôi bèn xông tới trước chiếc xe vội nhất, đưa tay đập mạnh lên nắp capo. Tài xế giật bắn người, nghệch ra trên ghế lái nhìn tôi. Tôi đứng ngoài trừng mắt nhìn ông ta, rồi chỉ cho ông ta nhìn, đây là làn đường dành cho người đi bộ, sau đó mới quay người bước đi. Hồi còn trẻ ở Hồng Kông, tôi cũng thường sang đường bừa bãi, bất chấp đèn đỏ, đèn xanh, bởi vì đường phố ở Hồng Kông thường rất hẹp. Tôi chỉ soạt 2-3 bước là sang tới bên kia rồi, nên chẳng thèm nhìn đến đèn xanh, đèn đỏ. Nếu hai phía không thấy có xe cộ là tôi vọt sang luôn, động tác rất nhanh. Về sau sang Mỹ, tôi đã nhận được một bài học nhớ đời. Đường phố ở Mỹ rất rộng, sang đường phải mất rất nhiều thời gian, có khi nhìn đèn đỏ mà ngán ngẩm, sao mà lâu thế không biết. Lúc này có xe cộ gì đâu, thôi cứ chạy bừa qua đi. Mình vốn thần tốc mà, dù có xe chạy tới thật thì tôi cũng vẫn cứ kịp băng qua. Kết quả, có lần đã đèn đỏ mà tôi vẫn cứ băng qua đường. Đi được nửa đường thì anh cảnh sát bên đường giơ tay chỉ tôi, ra hiệu cho tôi tiến lại. Đúng lúc đó có xe chạy qua, tôi quay lại cũng không được, đi tiếp cũng không xong nữa. Đang định nhân lúc không có xe quay đầu chạy ngược trở lại thì chuyển sang đèn xanh. Người ta qua đường ào ào, có người còn nhìn tôi cười cười nữa. Lúc đó tôi xấu hổ không để đâu cho hết, chỉ muốn tìm lỗ để chui xuống. Tôi đi trước tới mặt anh cảnh sát, anh ta hỏi tôi "Where are you from?" Tôi đáp "Hồng Kông." Anh ta lại hỏi "Ở Hồng Kông anh cũng qua đường như vậy sao?" Tôi nói "Không." "Thế tại sao ở Mỹ anh lại làm như vậy?" Lúc đó tiếng Anh của tôi rất kém, không biết phải giải thích thế nào nữa. Anh ta còn thuyết giáo cho tôi một hồi, cuối cùng tôi chỉ nghe ra mỗi một câu "Never do it again." Tôi chỉ biết lặp lại "Sorry." Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm đó, thật đáng xấu hổ. Rất nhiều năm về trước, tôi sang Đài Loan để đóng phim Long Thiếu Gia. Hồi đó chừng hơn 20 tuổi à. Chúng tôi trọ ở khách sạn Imperial, Đài Bắc. Đường cái gần đó có một đoạn rẽ ngoặt. Ngày nào hết giờ làm, lái xe về khách sạn, đều thấy có một chiếc xe đổ chình ình ở đó làm tất cả đoạn đường, khiến xe cộ không thể rẽ ngoặt được. Chiếc xe làm tất cả con ngõ, chúng tôi chỉ còn biết từ từ lùi xe lại. Đầu tiên, tôi tìm một tờ giấy, viết lên đó dòng chữ đề nghị anh hãy tôn trọng mọi người, đừng đổ xe ở đây nữa. Sau đó phết hồ dán lên xe của người kia. Chúng tôi xuống xe đi bộ về khách sạn để tài xế từ từ lùi vào xe. Dán giấy rồi cũng vô ích. Mấy ngày sau đó chiếc xe vẫn đổ nghênh ngang ở chỗ cũ. Có hôm á, nhìn thấy cả đoàn xe nối đuôi nhau đi lùi trong ngõ. Tôi bực mình hết sức, nghĩ bụng sẽ dạy cho người này một bài học.
Tôi lên tầng lấy một con dao ăn, bảo Thành Gia Bang đứng canh chừng, rồi nhân lúc vắng người chọc thủng cả 4 cái lốp xe. Từ đó về sau không thấy chiếc xe kia đâu nữa, họ không còn dám đổ xe bừa bãi nữa. Đường đi của chúng tôi lại trở nên thông thoáng. Tôi làm vậy thực ra cũng không đúng, nhưng đôi khi phải dùng biện pháp mạnh tay để đối phó với những người không biết tuân theo quy định. Còn về hiện tượng đổ xe bừa bãi ở Hồng Kông, trong một lần trả lời phỏng vấn, tôi đã hiến kế rằng nếu gặp người đổ xe không đúng nơi quy định, các anh hãy kéo xe của họ sang thành phố khác, thế rồi họ làm theo thật. Về sau, hiện tượng đổ xe bừa bãi đã giảm thiểu rất nhiều. Bạn thấy không, nhiều khi vẫn phải dùng đến những biện pháp cứng rắn mới có hiệu quả. Lấy ví dụ như ở Bắc Kinh, nếu đổ xe ngang tàng quá đáng, cứ dùng xe kéo kéo sang Luân Thiên Tân. Ban đầu, chính quyền đừng nên ngại phiền hà, chủ xe muốn lấy xe về ngoài việc trả chi phí vận chuyển còn phải đến tận nơi giữ xe, nộp tại chỗ một khoản tiền phạt. Cách này tại làm sao mà lại có hiệu quả? Bởi vì ai cũng ngại phiền hà, đôi khi chỉ nộp tiền phạt không thôi cũng vô ích nữa. Đặc biệt là với những người có tiền, họ chẳng hề sợ bị phạt tiền, nhưng nếu bắt họ đích thân sang thành phố khác để lấy xe về thì sẽ rầy rà hơn nhiều. Về sau nếu mà còn muốn đổ xe bừa bãi, họ cũng sẽ suy nghĩ lại mà ngại ngần. Có một quốc gia ở châu Âu, nếu đổ xe không đúng nơi quy định đến lần thứ 3, chính quyền sẽ cho xe tăng tới cán bẹp luôn chiếc xe đó. Bạn thấy có thắng tay không? Điều khiển giao thông. Có khi nhìn thấy tình hình giao thông ở Bắc Kinh hỗn loạn quá, tôi chỉ muốn trở thành bộ trưởng bộ giao thông để giải quyết vấn đề này. Khi gặp đám tắc đường, tôi chỉ muốn nhảy xuống xe để làm cảnh sát giao thông. Tắc đường ở Bắc Kinh phần nhiều là do con người gây ra, cứ đâm ngang đâm dọc rồi kẹt cứng với nhau, tại sao không thể nhường nhịn nhau một chút? Rất nhiều vụ tai nạn giao thông cũng là do không ai chịu nhường ai, thế là đâm vào nhau và tắc nghẽn cả vài cây số. Rất nhiều người lái xe không tuân thủ luật giao thông, chạy sai làn đường khiến cho đường đã tắc lại càng tắc thêm. Vốn dĩ trên đường chỉ có 3 làn đường dành cho xe ô tô, nhưng lại bị họ chen lấn thành 4-5 làn, lại lèn vào thêm giữa nữa, thế là tắc nghẽn. Nếu mọi người đều lái xe đúng luật, nhường nhịn lẫn nhau thì chắc chắn không thể có cảnh tắc đường. Ngày nay, xe hơi trên đường phố Bắc Kinh mỗi ngày một nhiều hơn thêm, khiến tôi lại nghĩ đến Singapore. Đương nhiên đất nước họ nhỏ, giao thông công cộng cũng tuyệt vời, điều này chúng tôi thuộc buộc phải thừa nhận, nhưng cách thức quản lý xe cá nhân của họ cũng rất xứng đáng được khen ngợi. Trước tiên, ở nước họ, giá mua một chiếc xe rất đắt. Bạn mua một chiếc xe Rolls Royce hết 3 triệu, nhưng chỉ được phép chạy từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Nếu bạn bỏ ra 6 triệu thì có thể lái xe cả ngày. Nhiều con em đại gia ở Singapore có rất nhiều xe ma, ví dụ như mua một chiếc Lamborghini chỉ với một nửa giá tiền. Đáng lẽ xe chỉ giá 10 triệu, nhưng chỉ cần 5 triệu là mua được, nhưng chỉ có thể chạy vào buổi tối. Như thế mới gọi là xe ma. Tiếp theo, ở Singapore, mỗi xe đi qua cầu phải nộp 100 đô la phí cầu đường. Nhưng nếu trên xe chở theo 4 người thì được miễn phí. Bắc Kinh cũng có thể tham khảo làm cách này. Nếu như người ngồi kính xe sẽ được miễn phí. Ở Singapore, người ta ngồi kính xe thường là tiện đường đi nhờ. Nếu mọi người ở cùng một khu phố mà đi làm thì hôm nay đi xe của tôi, ngày mai đi xe của anh. Nếu không có xe thì trả tiền xăng xe. Nếu làm được như vậy, thực sự có thể sẽ hạn chế được cảnh tắc đường hiệu quả. Nhiều năm trước, tại trường quay ở Tây Ban Nha, tôi vừa quay xong một cảnh thì thấy cảnh đó, cách đó chừng 100 mét, nhà sản xuất phim của chúng tôi đứng hoa chân múa tay, kêu lên oai oải. Tôi từ xa hỏi vọng lại, ổ sao thế? Nhưng anh ta vẫn không nói nên lời. Tôi vội chạy lại, mới biết anh ta bị giật túi xách, rồi chỉ cho tôi thấy phương hướng tên cướp vừa bỏ chạy. Nhìn thấy tên cướp đã chạy được một đoạn rất dài, tôi và Nguyên Bu lập tức đuổi theo, giống y như cảnh trong phim vậy, từ trên cao, cứ thế nhảy thẳng xuống. Đầu tiên tôi leo lên, sau đó nhảy lên cục điện, lại nhảy tiếp lên tường rồi phóng xuống dưới. Còn Nguyên Bu bên cạnh ôm cục điện tụt đánh cái vèo xuống. Động tác của hai chúng tôi đều rất mau lẹ. Kết quả chúng tôi cứ thế đuổi theo. Còn tên cướp vừa chạy vừa ném hộ chiếu đồ đạc của chúng tôi. Còn tên cướp á, thì lúc này hắn ném cái nào chúng tôi đành phải dừng lại nhặt cái đó. Cuối cùng cũng không tóm được hắn. Về sau hai chúng tôi thảo luận với nhau, cho rằng lúc đó không nên nhặt đồ, cứ đuổi một cách để tóm cổ hắn lại mới phải. Bao nhiêu năm lái xe trên đường, khó mà tránh được tai nạn. Những vụ tai nạn lặt vặt thì không đếm xuể là bao nhiêu lần. Nhưng không có lần nào tôi bắt đền người ta cả, lần nào cũng để người ta đi. Nhưng có hai lần tôi cảm thấy thú vị nhất.
Một lần, tôi đang lái xe ở Hồng Kông thì nhìn thấy một chiếc xe chở hàng chạy bên cạnh. Ngồi trong buồng lái phía trước là hai người xăm trổ đầy mình. Trong thùng xe đằng sau cũng có hai người xăm trổ. Chiếc xe đó đi vượt qua bên cạnh xe tôi. Lúc vượt qua thì quệt vào xe tôi. Tôi dừng xe lại. Chúng tôi còn chưa kịp nói gì thì người bên xe kia đã sáp lại gây hấn. Tài xế của tôi là con trai của một diễn viên kỳ cựu tên là Hiếu. Tính tình, chân chất, hiền lành. Thấy mấy người đô con xăm trổ tiến lại thì rụt rè nói: sao các anh chẳng chịu nhìn gì cả, cứ đi sát vào là thế nào? Đối phương rất ngông nghênh: thế à, là bọn tao không nhìn à? Thấy vậy tôi liền đeo kính râm vào bước xuống. Bốn người kia nhìn tôi lơm lơm. Tôi nói: các anh có nhìn thấy cái vạch kia không? Sao lại lớn sang, còn lớn tiếng thế kia nữa, bất lịch sự. Bốn con người cởi trần xăm trổ kia không nói năng gì, cứ nhìn tôi chòng chọc. Tôi nghĩ tôi đeo mắt kính chắc họ không nhận ra đâu, nên tôi nói tiếp: các anh làm vậy là ngang ngược, vô lý. Xe của tôi hỏng thì đã có người sửa, nhưng chẳng cần các anh phải đền. Nhưng các anh chạy như vậy lỡ xảy ra tai nạn thì làm thế nào? Các anh đừng có cái thái độ đấy nhé, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Thực ra vừa nói, tôi cũng vừa chuẩn bị sẵn tinh thần để đánh đấm. Dù sao nếu có đánh thật thì họ có bốn người, tôi chẳng có lợi thế gì, nhưng kẻ chịu thiệt chắc chắn sẽ là họ. Một lát sau, anh chàng cầm đầu chợt lên tiếng: xin lỗi nhé anh Long. Hóa ra họ vẫn nhận ra tôi. Tôi nói: không sao, xe của tôi thì các anh không phải lo, nhưng từ giờ các anh đừng có lái xe như thế nữa, đi đi. Thế là họ giải tán. Vừa lên xe, tôi lập tức giục cậu Hiếu rối lên: chạy mau, chạy mau. Còn có một lần ở Vịnh Nước Trong, chúng tôi đi quay phim ban đêm, phải lái xe trên quãng đường tối om om lại không có đèn đường. Dọc đường có một đoàn xe máy từng chiếc vượt qua xe tôi. Nửa đêm khuya khoắt, tôi không thích nghe tiếng xe máy rất ồn ào, tôi lẩm bẩm: đồ khùng. Còn chưa nói hết câu nữa, lại nhìn thấy có một chiếc xe máy định cắt ngang qua xe tôi, nhưng vì phương hướng đánh không chuẩn nên đâm thẳng cánh vào cửa xe tôi. Người cầm lái bị hất văng lên nắp capo. May mà lúc đó tôi chạy không nhanh lắm cho nên người trông có vẻ không bị thương nặng, còn cửa xe của tôi thì bị lõm hẳn vào trong. Thế vậy, cả đoàn xe máy đều dừng lại, xúm xít vây kính xung quanh. Đầu tiên họ xem tình hình của anh chàng bị tai nạn, đỡ anh ta ngồi dậy xuống vệ đường. Tôi dừng xe, mở cửa. Lần này chẳng quay lại nhìn tôi nói: sao các cậu không quan tâm xem cái xe của tôi thế nào? Hành vi của các cậu là vô cùng nguy hiểm. Các cậu có biết không, các cậu đâm vào xe của tôi cũng không sao, nhưng lỡ cậu kia chết thì biết làm thế nào? Cả toán im lặng nghe tôi lên lớp. Thực ra trong lòng tôi cũng thấy hơi thấp thỏm. Dù sao thì ít không địch nổi nhiều. Nếu tất cả họ xông lên một lượt thì chỉ vài phút đã có thể tẩn cho tôi như tử, thậm chí còn chối tôi lại đi cũng nên nữa. Đột nhiên có người bước ra nói: xin lỗi nhé anh Long. Tôi lại nói: có cần tôi đưa cậu ta tới bệnh viện giúp các cậu không? Họ nói: không sao, vẫn đứng dậy được mà. Tôi nói: được rồi, lần sau nhớ phải cẩn thận đấy nhé, tạm biệt. Ở Hồng Kông có một dạo rất chuộng đi xe mô tô. Hồi đó tôi còn rất nhỏ, mới 17-18 tuổi à, sức xuân hừng hực, ngày nào cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, sinh lực á thì dồi dào bất tận. Một hôm chúng tôi ba người cùng sang đường, nhìn thấy bên kia đường có bảy người bên cạnh dựng 7 chiếc xe mô tô. Tôi vừa sang đường vừa đưa tay chỉ, nói với người bạn bên cạnh: khi nào trưởng thành, có tiền rồi tôi cũng sẽ mua một chiếc như thế kia. Kết quả là cả đám tự nhiên xông tới gây gổ, nhục mạ tôi bằng những lời lẽ rất thô tục. Lúc đó tôi chẳng biết để bụng, cũng không manh động. Nhưng cuối cùng người bạn bên cạnh liền tung ra một cú đá, thế là 7 chiếc xe mô tô theo nhau đổ rạp như quân cờ domino. Sau đó hai bên bắt đầu ẩu đả. Chưa đầy 30 giây nữa, 7 người phía đối diện của bên đối phương đều đã bị chúng tôi hạ gục. Lúc đó tôi cảm thấy đánh xong tay đau mà chân cũng đau nữa. Ba đứa thấy vẫn chưa đến nỗi đánh chết người, liền bỏ chạy thục mạng. Thực ra thì tôi cũng thấy vừa sợ vừa phấn khích, bỏ chạy mà toàn thân run rẩy. Chạy đến nửa đường thì mới phát hiện ra mình chảy máu, bị ăn một mũi dùi vào đùi. Tôi bèn vào luôn cửa hiệu bán quần jean gần đấy, mua một chiếc quần mới rồi băng vết thương lại. Lúc này chúng tôi đã chạy sang bên đường đối diện, đứng từ xa nhìn lại hiện trường ẩu đả, thấy có xe cứu thương tới khiêng họ đi. Lúc đó cả đám đều run, sợ lỡ tay đánh chết người mất rồi. May hôm sau chẳng thấy báo nào đưa tin. Chạy về đến nhà, tôi thấy tay xương vù lên to tướng, chỗ mu bàn tay còn lòi cá xương ra nữa. Lúc đó cũng không dám đến bệnh viện, chỉ tự mình băng bó lại. Kết quả hai ngày sau vết thương bốc mùi thối, máu đỏ pha lẫn mũ vàng cũng rỉ ra ngoài. Tôi mở băng ra xem kỹ, thấy mẫu xương vẫn còn, liền đưa tay cạy thử, chẳng dè nó rơi luôn ra ngoài. Hóa ra là một chiếc răng cửa. Cũng không biết tên vô phúc nào đã phải nếm cú đấm thép của tôi mà rơi mất cả cái răng.
Hồi ở Hồng Kông, có hôm tôi đang đi trên đường đến chỗ biên tập phim. Khi đến một đoạn đường dốc thì bắt gặp một đôi nam nữ đi xe mô tô đang ngã văng trên đường. Nhìn cô gái có vẻ bị thương rất nặng, nằm sóng xoài trên đất, bánh xe máy vẫn còn quay tích. Tôi vội xuống xe, bế cô gái lên chiếc xe Jeep mới mua, bảo bạn trai của cô ta lên cùng. Đang là giữa trưa nên tôi bật cả đèn pha và đèn nhấp nháy suốt dọc đường, vượt đèn đỏ lao thẳng tới bệnh viện. Tôi chạy tới bệnh viện Hồng Kông Baptist, nơi tôi thường khám, bế cô gái xuống rồi chạy thẳng vào trong. Tôi bế ngang người cô ta, lúc cúi xuống nhìn thấy xương đùi của cô lòi ra cả ngoài. Anh bạn trai luôn chạy sát tới bên tôi, vừa chạy vừa gọi tên cô gái, nói em nhất định không được chết. Chạy vào bệnh viện, người bên trong bệnh viện nhận ra tôi liền hỏi anh hai đang quay phim à. Tôi chỉ thời một câu quát tướng lên, quay cái gì, mau cấp cứu cho người ta, rồi bế cô gái chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Có nhân viên bệnh viện còn nói chỗ chúng tôi là bệnh viện tư, không nhận bệnh nhân bình thường. Tôi quát, anh dám không nhận sao? Các người phải có trách nhiệm, nhất định phải cứu cô ấy. Sắp xếp xong xuôi cho họ, tôi mới đi đến chỗ biên tập phim. Buổi tối, chạy qua chỗ đó, thấy có người đang thắp hương. Tôi thầm nghĩ, hy vọng không phải là cô gái ấy. Một tuần sau, cảnh sát tới công ty tôi tìm hiểu, mới biết là cô gái ấy đã qua đời. Cô ấy mới ngoài 20 thôi, thật đáng thương. Còn một lần khác, cũng gặp tai nạn giao thông, anh thanh niên gãy chân nằm bên ngoài, còn cô gái bị kẹt trong xe. Lúc đó tôi đi cùng với Nguyên Bu, tôi liền gọi anh ấy cùng tới giúp họ. Trước tiên dùng kích nâng xe lên, sau đó cố gắng mở chiếc xe đã bị biến dạng ra. Tôi định kéo cô gái ra ngoài, nhưng vừa chạm vào chân cô ấy đã hét lên kêu đau. Tôi không dám chạm vào cô gái nữa, vội đưa điện thoại cho bạn trai cô ấy, bảo anh ta gọi xe cấp cứu và xe cứu hỏa tới. Sau đó mới cứu được cô gái ra, đưa đến bệnh viện. Khi gặp những tình huống khẩn cấp, phải làm như thế nào, cần phải phán đoán thật nhanh, cũng giống như sự quyết đoán phim trường. Hết nắng, mau chuyển máy sang đây quay gấp. Tôi thường xuyên phải làm nhiều việc trong cùng một lúc nên đã hình thành thói quen phản ứng nhanh rồi. Mỗi lần gặp phải những chuyện thế này, tôi đều thấy rất buồn lòng. Các bạn dù lái xe ô tô hay đi xe máy, xe đạp, cũng phải hết sức chú ý an toàn mới được. Nhà tôi có rất nhiều chiếc xe Jeep. Trước kia thì khi ở Hồng Kông, vào một đêm mưa bão, tôi hay lái xe Jeep ra ngoài có việc. Ông xã của nó ở trên nóc xe nên không sợ vào nước. Chạy xe trên đường, nhìn cần gạt nước chậm chậm đưa qua đưa lại, rồi nhìn thấy chiếc xe này đến chiếc xe khác bị chết máy trong trời mưa bão. Tôi liền xuống xe hỏi xem họ có cần giúp gì không, rồi lần lượt đẩy giúp từng chiếc xe qua chỗ ngập nước. Vẫn là ở Hồng Kông, một tối nọ tôi lái xe lên núi, đi được nửa đường thì nhìn thấy một cô bé chừng 14-15 tuổi tay xách nách mang đi một mình. Tôi thấy kỳ cục, liền dừng xe hỏi cô bé định đi đâu. Cô bé nói muốn đến vịnh nước trong. Tôi bèn nói cháu lên xe chú chở. Đương nhiên cô bé nhận ra tôi là ai nên cũng không nghi ngờ tôi là người xấu. Dọc đường tôi hỏi cô bé đó đến đó để làm gì. Cô bé nói hẹn gặp bạn, gặp mặt trên bãi biển rồi cùng đi dự sinh nhật. Tôi lái xe theo hướng chỉ của cô bé. Khi chạy đến gần biển, tôi nhìn thấy tụ tập rất đông dân đua xe, nhìn có vẻ không phải là người tốt. Tôi cảm thấy không an toàn liền hỏi bé, cháu có chắc là cháu muốn đến nơi này không? Cô bé nói cháu đã hẹn với bạn rồi. Tôi nói cháu cứ nhìn từ trên đỉnh núi xuống mà xem, bên bãi biển không một bóng người, đèn đớm cũng không có nữa. Nếu cháu muốn đến đây thì phải băng qua đám người này, không an toàn chút nào. Cô bé nói bạn của cháu sẽ tới mà. Tôi nói không được, nhìn tình hình này chú không thể để cho cháu tới đó, chú sẽ chở cháu về. Cô bé ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định nghe theo lời tôi. Vậy thì cháu không đi nữa. Tôi quay đầu xe chở cô bé về nhà Cung Thôn. Chắc là đến giờ bố mẹ của cô bé cũng không biết là tôi từng làm chuyện này. Rất nhiều năm về trước, khi chúng tôi quay phim ở Tây Ban Nha, nhìn thấy những người đến báo cảnh sát bị cướp giật đều là người Nhật Bản. Có người do bị giật đồ mà ngã dập cả mũi. Lúc đó ở châu Âu, người bị cướp đều là phụ nữ. Bọn cướp thường nhằm vào những cô gái đi giày cao gót, mang hàng hiệu trên người. Ở Tây Ban Nha và ở Ý, bọn cướp đều đi xe mô tô, chạy băng qua bên cạnh nạn nhân rồi giật lấy túi xách. Nếu nạn nhân không chịu buông tay sẽ ngã nhào. Bây giờ, rất nhiều nạn nhân cướp giật là người Trung Quốc bởi vì họ hay mang túi hàng hiệu và thích cầm tiền mặt theo người. Có một lần, tôi theo đạo diễn La Duy đến Italy. Khi đạo diễn La Duy check in tại sân bay, khi mở cặp ra, thấy bên trong có phong bì đựng tiền mặt. Lúc chuẩn bị check in, anh ấy nhìn thấy quản lý Trần Tự Cường của tôi. Trước là quản lý của anh ấy, đi nhiều thấm mệt nên bèn ngồi nghỉ ven đường cạnh một đoàn người đang xếp hàng. Đạo diễn La Duy nhìn cảnh đó thấy buồn cười, liền mở cặp ra, lấy máy ảnh rồi quay người chụp lại. Vừa đủ để cửa chập kêu tạch một tiếng, quay đầu lại đã không thấy chiếc cặp đâu nữa. Ở bên ngoài, phường cướp giật sẽ không cướp của những người như chúng tôi, nhưng nếu nhìn thấy những cô gái đi giày cao gót, xách túi xách,
biết là họ không thể đuổi theo kịp, cũng không thể đánh lại chúng, nên chắc chắn chúng sẽ cướp ngay. Có kẻ không chỉ cướp giật ở thành thị đông đúc, mà đôi khi còn cướp hoặc trộm cắp ở những nơi vắng vẻ. Cho nên khi ra ngoài, tiền bạc hay những đồ vật quý giá nhất định phải luôn ở trong tầm nhìn của mình. Ví dụ như đeo túi ngang hông hoặc là xoay túi đeo chéo ra trước bụng. Có một lần, tôi đứng trong đại sảnh của một khách sạn tại nước ngoài, nhìn thấy một cô gái rất xinh xắn dắt theo một con chó, mặc váy ngắn ngồi trên ghế sofa. Rất nhiều người xúm lại ngắm con chó, khen đẹp, khen dễ thương nọ kia. Cũng có người nhìn trộm cô gái, cô ta cũng đáp lại mấy câu. Đến khi xem xong quay lại thì toàn bộ đồ đạc của họ đã không cánh mà bay. Thì ra những kẻ lừa đảo đã cố tình để cô gái đến đấy. Tôi hút sự chú ý của anh chạy đến ngắm con chó rồi ngắm người nhìn trộm dưới váy của người ta. Thế là đồng bọn của họ cứ ung dung cưỡng đồ của anh đi thôi. Có một lần đi công tác ở Thượng Hải, lúc ở sân bay, tôi nhìn thấy có người ngang nhiên đứng hút thuốc ngay dưới tấm biển cấm hút thuốc. Tôi bước lại gần chỉ vào tấm biển nói, anh có biết chữ không vậy, ở đây không được hút thuốc cơ mà. Anh ta lườm mắt nhìn tôi một cái rồi quay đầu đi thẳng, còn lại mình tôi đứng ở đó như một thằng đần. Đến Thượng Hải, gặp ca sĩ Vương Lực Hoành, hai chúng tôi cùng ngồi ở hàng ghế sau, chẳng có việc gì làm nên bèn nhìn vu vơ ra cửa ngoài kính. Kết quả tôi nhìn thấy có một chiếc xe buýt lớn đi vượt qua xe tôi, trong xe có người phụ nữ đang bế đứa trẻ, tiện tay ném luôn tấm khăn giấy bẩn ra ngoài. Tôi nói với Vương Lực Hoành, cậu nhìn kìa, sao lại có người thiếu ý thức như thế nhỉ, tôi phải đuổi kịp chiếc xe đó, nhất định phải lên lớp cho cô ta vài câu mới được. Anh Tài, anh chạy nhanh lên, mau đuổi theo chiếc xe bus kia. Đến khi xe của chúng tôi đuổi kịp tới bên cạnh chiếc xe bus, tôi vừa hạ cửa sổ xuống, còn chưa kịp nói gì thì Vương Lực Hoành đã hét lên với người phụ nữ, này chị kia, sao chị lại vứt rác linh tinh thế, chị có biết là như vậy sẽ thành gương xấu cho con chị không. Nói được vài câu thì xe của chúng tôi đã vượt lên phía trước, bỏ lại người mẹ vừa vứt rác bừa bãi đứng ngần ở phía sau. Trong bộ phim tôi kiếm rất nhiều chức vụ, ngoài đạo diễn, biên kịch, diễn viên, chỉ đạo võ thuật, tôi còn kiêm luôn cả chức trưởng ban đời sống. Ủa, trưởng ban đời sống là gì? Tức là tôi phải quản lý chuyện ăn mặc đi lại của mọi người. Tôi phải lo làm sao cho tất cả mọi người đều được ăn uống ngon lành, chỗ ở tiện nghi. Đến giờ ăn ngoài phim trường, người nào cũng phải có chỗ ngồi. 350 nhân viên của tôi phải có đủ 350 cái ghế. 400 người ăn cơm thì hiện trường phải có đủ bàn cho 400 người ngồi. Không thể để cho họ ngồi ăn ngay ngoài đường, mà phải có mái che, che mưa, che nắng cho họ. Bao nhiêu năm nay, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện ngang tai, trái mắt. Rất nhiều giám đốc sản xuất bớt xén đến cả nửa tiền ăn, tiền công của diễn viên phụ, từ 80 đồng cắt giảm xuống còn 20 đồng. Những chuyện như vậy không được phép xuất hiện trong đoàn phim của tôi. Tất cả mọi việc đều được tự tay quản lý. Tất cả diễn viên phụ, diễn viên quần chúng đều phải đích thân lĩnh tiền, chứ không cho phép một người lĩnh thay cả 10 người. Bởi người này có thể sẽ cướp mất đồng tiền mồ hôi nước mắt của người khác. Cũng chính vì đã chứng kiến quá nhiều chuyện bất công, nên tôi mới xây dựng một kiểu mẫu ở phim trường Thành Long, để các giám đốc sản xuất, đạo diễn, quản lý trong ngành biết rằng tật xấu luôn tồn tại, nhưng chúng ta phải biết cách khống chế. Khi quay bộ phim 12 con giáp, chúng tôi phải dựng một bối cảnh rất lớn ở phim trường của China Film Group. Hôm đó giám đốc sản xuất bảo tôi đến xem phim trường. Vừa bước vào, tôi thấy tất cả nhân viên đều đang hàng, bởi vì tôi yêu cầu dựng cảnh phải chân thực, đồng thời đáp ứng được yêu cầu và cường độ của các pha hành động. Trong không gian phim trường rộng tới 1.500m², tôi vừa bước tới cửa đã không chịu được, vội đeo khẩu trang ngay vào. Trước tiên tôi đi xem mô hình đã dựng đến đâu rồi, nhưng bên trong không có đèn đốm gì cả, họ chỉ làm việc nhờ vào ánh mặt trời. Càng đi vào trong, cái mùi khó chịu kia lại càng nồng nặc. Trong lòng tôi lập tức bùng lên một cơn giận dữ. Ai là người phụ trách ở đây? Họ liền gọi người phụ trách phân cảnh này đến gặp tôi. Có chuyện gì vậy hả anh hai? Đèn bật, bật quạt thông gió lên ngay. Anh ta liền nói. Anh hai, thế thì tốn tiền đấy. Tôi nói bật lên ngay, không ai trả tiền thì tôi trả. Bật cái quạt thông gió tốn mất bao nhiêu tiền hả? Cái làm như vậy là giết người đấy biết chưa? Các anh Hải, mấy thằng bé công nhân kia chí ít cũng phải mất 10 năm tuổi thọ để biết chưa. Mẹ kiếp, bắt người ta hàng cả tháng trời mà không cho nổi một cặp kính nữa, cứ hàng khơi khơi như thế là phải ngửi cái thứ mùi này. Ngay chiều nay tôi sẽ quay lại xem đã có quạt thông gió chưa. Họ thấy tôi giận dữ thực sự, liền nhanh chóng tìm cách lắp quạt thông gió ở phim trường. Ngay hôm sau tôi nhìn thấy hàng Tam Bình, liền phản ánh lại chuyện này với anh ta. Ngay hôm sau, hàng Tam Bình và cục trưởng Trương Hồng Sâm cùng tôi đi thị sát hiện trường. Tôi thấy đúng là họ đã cải thiện nhiều điều kiện tại hiện trường rất nhiều. Người phụ trách hiện trường chạy lại hỏi, anh hai nhìn xem, chỗ này là khu vực ăn uống, chỗ kia là khu vực nghỉ ngơi của chúng tôi. Tôi nói, anh tốt với tôi cũng vô ích, anh hãy tốt với nhân viên ấy. Mấy ngày sau,
Tôi đang làm việc ở phim trường thì có một công nhân còn rất trẻ chạy lại nói anh hai, em cảm ơn anh. Tôi quay lại nhìn không nhận ra cậu ta là ai, về sau mới biết đó là một cậu thợ hàn. Ngày nào ở phim trường cũng có tới 800 người nhìn tôi cũng luôn quan tâm đến cảm nhận của mọi người. Tôi thường nói với mọi người trong đoàn mình, chúng ta làm phim phải đối xử với người ta giống như con người, đừng có coi người ta không phải là con người. Đó là nguyên tắc làm phim của tôi, rất quan trọng. Đặc biệt là hiện nay, tôi làm phim không phải vì tiền, cũng không phải vì giải thưởng, mà tất cả đều là để hoàn thành lý tưởng của mình. Nguyên tắc này càng phải tuân thủ nghiêm ngặt. Khi hợp tác với Trương Tịnh Sơ làm bộ phim Giờ Cao Điểm 3, cô ấy nói tiếng Anh rất tốt, tôi nghe thấy đúng là không tồi. Nhưng với Hollywood đó thì cô ấy vẫn là người mới, đôi khi khó tránh khỏi bị đối xử bất công. Tôi luôn cố gắng đứng ra giúp đỡ cô ấy. Lúc đó đoàn phim thường quay tôi và Chris Tucker trước, quay vai của cô ấy được tính là vai phụ, phải chờ ở hiện trường. Khi quay cảnh chúng tôi, nếu chỉ là những cảnh quay sau lưng á, thực ra cô ấy cũng không cần phải diễn nữa. Nhưng lần nào cô ấy cũng kiên quyết muốn được tự mình diễn, làm bối cảnh cho chúng tôi. Có một cảnh quay, cô ấy đứng khóc trước mặt tôi, ống kính chỉ quay tôi còn cô ấy chỉ quay sau lưng. Lẽ ra cũng không cần khóc nữa, nhưng đạo diễn vừa hô action, cô ấy đã khóc ngon lành. Sau khi kết thúc cảnh quay, tôi nói với cô ấy, cô đừng có khóc. Có quay thẳng mặt cô đâu, cô đừng khóc vội, đỡ tốn nước mắt. Nhưng cô ấy vẫn rất nhập vai mà khóc rất lâu, hy vọng có thể tạo được cảm xúc cho tôi. Nước Mỹ quay phim rất coi trọng phân cảnh, lần nào cũng phải hoàn thành đủ một lượt viễn cảnh, trung cảnh, cận cảnh. Quay trước mặt xong lại quay sau lưng một lượt. Cô ấy luôn diễn cùng với tôi, ngồi trước mặt tôi và khóc. Phân cảnh đó quay từ sáng đến tối, đến tối thì cô ấy đã mệt lắm rồi. Cuối cùng phân cảnh của chúng tôi cũng quay xong, tôi và Chris Tucker chuẩn bị nghỉ quay. Vừa nói hai chúng tôi vừa nghỉ quay, mọi người đang từ tư thế sẵn sàng, ứng chiến lập tức trở nên uể oải ngay tức khắc. Ngay khi chính diện Trương Tịnh Sơ, phần lưng của chúng tôi có thể tìm người đóng thế, chúng tôi không phải đích thân ngồi đó. Người của đoàn phim cũng có thói quen tư duy này, họ nghĩ chúng tôi là ngôi sao lớn, chắc chắn không thích làm bối cảnh cho những diễn viên khác. Lúc đó tôi nảy ra một ý nghĩ, tuy đã nghỉ quay, nhưng tôi chưa vội đi ngay. Tôi nghĩ cô ấy vừa đến đây, cho dù trước đó ở trong nước có nhiều kinh nghiệm đến mấy, chắc chắn vẫn thấy lo sợ, căng thẳng trước cảnh quay đầu tiên ở đây. Bản thân tôi đã từng trải qua giai đoạn này nên thấu hiểu cảm giác đó. Tôi đứng ở một góc bên ngoài quan sát tình hình ở hiện trường. Tôi thấy tất cả mọi người đều có vẻ uể oải, chậm chạp, đạo diễn cũng ngã người xuống nói, nào, nào quay, action. Lúc đó, Trương Tịnh Sơ phải đóng cảnh đẩy cửa bước vào khi xuất hiện trước ống kính. Trong mắt đã phải rưng rưng lệ, tôi nấp ở bên cạnh quan sát, thấy cô ấy đang trà thuốc nhỏ mắt. Nghe thấy tiếng action thì rất luống cuống, vội vàng giấu thuốc nhỏ mắt đi. Bên cạnh cũng không có trợ lý nữa, phục trang hay hóa trang gì cả. Tất cả mọi người đều phải tự mình làm lấy. Cô vội cất lọ thuốc nhỏ mắt vào rồi chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Thế vậy tôi lập tức trở lại hiện trường nói, cất, she is not ready yet, why so hurry? Tôi quay sang nói với Trương Tịnh Sơ, khi nào chuẩn bị xong, cô hãy nói với tôi. Rồi quay sang nói với người của đoàn phim, listen, when I say she is ready, it's ready. Cô trở về chỗ cũ, trà thuốc nhỏ mắt, cảm xúc đã sẵn sàng. Cô ấy nói với tôi, anh hai, tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi liền nói với người của đoàn phim, ok rồi, tiếp theo là rolling, action, và cô ấy bước ra. Suốt ngày hôm đó, tôi luôn đứng bên cạnh quan sát. Đạo diễn vừa hô kích, tôi liền bước ngay tới hỏi, có được không? Có thể để diễn lại lần nữa không? Cô ấy nói, được, one more. Tôi làm như vậy là muốn nói rằng các anh đừng có bắt nạt người mới. Khi nào tôi bảo quay lại, các anh mới được phép quay lại. Giữa chừng, trong khi đổi cảnh mọi người đều chỉnh ống kính ánh sáng, tôi cố tình bước tới xoa đầu cô ấy để động viên tinh thần, giúp cô ấy nhập tâm cảm xúc. Cô ấy diễn cùng tôi cả ngày trời, lúc này đã hết cả nước mắt để khóc rồi. Cuối cùng, tôi ở bên cô ấy suốt cả buổi quay phim. Khi kết thúc công việc, cô ấy nắm tay tôi nói, anh hai, thực sự cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi nói, không cần phải cảm ơn, chúng ta đã ở đây thì phải động viên giúp đỡ lẫn nhau. Đây cũng là thói quen làm việc của tôi trong suốt nhiều năm qua. Trước đây có dạo tôi ở Canada, khi bộ phim Thư Tình của Trần Khả Tân ra mắt, có mời tôi tới dự lễ công chiếu. Tôi nghĩ cũng là người một nước nên giúp đỡ lẫn nhau, tôi cần phải đến cổ vũ. Thế là tôi đã bay từ Canada về tham gia. Lúc đó có cả bộ phim Người Bảo Vệ Kinh Thành của Châu Nhuận Phát. Tôi cũng đến cổ vũ, thêm một người tham dự là tiếp thêm một nguồn sức mạnh. Tôi nghĩ vậy, nhưng có thể rất nhiều người lại nghĩ khác. Năm 1992, chúng tôi quay phim ở Trường Xuân tại một nhà ga cũ. Chúng tôi quay ở trên tàu, bên dưới có một sạp hàng nhỏ bán hạt dưa. Chủ sạp là một bà cụ. Lúc nghỉ giải lao, tôi nhìn qua cửa sổ ra ngoài, thấy rất nhiều người trong đoàn phim đi tới chỗ bà cụ bóc một nắm hạt dưa rồi đi luôn. Tôi thấy kỳ cục liền gọi lại hỏi, ủa các cậu làm gì thế? Đã trả tiền chưa? Họ nói, anh hai, chứ em trả rồi, trả 5 đồng. Tôi bước xuống nhìn,
Nhìn về hai phía đường tàu thấy ông Hút trống trải liền hỏi bà ơi, bà đến đây bằng cách nào vậy? Sáng nào tôi cũng đẩy xe tới đây. Bán hết chỗ hạt dưa này thì được bao nhiêu tiền vậy bà? Được khoảng vài đồng. Họ trả tôi 5 đồng rồi, tôi để họ ăn thoải mái. Lúc đó tôi cũng không hiểu giá cả thị trường đại lục ra sao, cũng không biết hạt dưa một hào đã cả nắm tướng. Thế liền nói, như vậy thì quá đáng, cháu biếu bà 100 đồng, hôm nay bà thu xếp về nhà, sớm đi nhé. Hồi đó tàu vẫn chạy bằng thang, ở gần phim trường có chiếc đầu tàu bỏ đi, bên trong có một tét nước rất lớn, mở nắp ra, thấy bên trong đựng đầy nước, rất bẩn. Trong lúc quay phim, tôi nhìn thấy một cậu bé chừng 8-9 tuổi bơi trong tét nước đó, lang thang ở phim trường lâu ngày, cậu bé cũng quen với tôi. Trong lúc nào nó cũng lôi thôi nhẵn nháo, có lúc còn phì phèo thuốc lá nữa, người ngợm bẩn thỉu, nhem nhuốc từ đầu đến chân, lại còn bắt chước người ta trong đoàn phim gọi tôi là anh hai nữa chứ. Một hôm tôi nói với nó, em làm gì mà bẩn thế, anh cho em 300 đồng nè, mau đi tắm rửa sạch sẽ đi rồi đi mua bộ quần áo mới mặc vào. Không ngờ cậu bé rất biết nghe lời, sau một buổi chiều nó quay trở lại nhà chà chà trắng trẻo sạch sẽ, đến nỗi tôi chẳng thể nhận ra, lại còn mặc nguyên một bộ đồ trắng tinh nữa chứ. Anh hai, em tắm rồi, tôi nói giỏi lắm. Ngày hôm sau lại biến thành một thằng bé nhỏ nhem. Văn phòng của tôi ở Hồng Kông thường có fan ở khắp nơi trên thế giới tìm đến. Họ đứng chờ ở cửa để gặp tôi. Rất nhiều năm trước, từ đại lục sang Hồng Kông không mấy thuận tiện, cho nên fan từ đại lục đến không nhiều. Có một lần tôi nhận bằng tiến sĩ danh dự khoa xã hội học ở Hồng Kông. Nhận bằng xong tôi rất vui, liền trở về văn phòng. Về đến phải lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho tổ chức tiệc mừng, còn cần thực hiện một số cuộc phỏng vấn nên rất vội. Lúc đi qua cổng nhìn thấy một cậu bé còn nhỏ tuổi, hôm đó trời rất lạnh, cậu bé lại mặc phong phanh nữa, trên người chỉ có chiếc áo len đã rách lỗ chỗ, tôi trông thấy cũng không được sạch sẽ lắm. Xe của tôi lướt nhanh qua cậu bé này, chạy thẳng vào công ty. Vào công ty rồi tôi vẫn cứ nghĩ đến hình ảnh cậu bé bên ngoài, liền bảo nhân viên ra hỏi han xem thế nào. Hỏi ra mới biết đó là fan đến từ đại lục. Cậu bé đã phải vô cùng vất vả và tốn kém nhiều tiền bạc mới đến được Hồng Kông, chỉ hy vọng được gặp tôi một lần. Nghe xong tôi lập tức gác hết công việc lại, bảo họ mời cậu bé vào. Cậu bé đi vào ôm theo 3 cuốn sổ sưu tầm ảnh to tướng, lạnh đến mức nước mũi chảy ròng ròng. Tôi bảo nhân viên rót trà cho cậu bé, bảo cậu bé ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, rồi cầm cuốn sổ sưu tầm ảnh lên xem. Sau đó đứng dậy vỗ vỗ lên người cậu bé. Vừa vỗ, cậu bé lập tức òa lên khóc, chắc là vì tuổi thân pha lẫn vui mừng cùng bộc phát. Tôi hơi lúng túng, không biết phải làm thế nào nữa, lại gọi người mang đến cho cậu bé mấy tấm ảnh có ký tên và vài món quà nhỏ. Tôi cũng xuất thân nghèo hèn, cho nên rất đồng cảm với những người thuộc tầng lớp dưới trong xã hội, đặc biệt là đối với nhân viên phục vụ trong quán ăn hay tiếp viên hàng không, tôi lại càng quan tâm hơn nữa. Có một lần chúng tôi sang Đài Loan, người bạn ở đó mời tôi đi ăn, đặt trong phòng bao. Trong số các nhân viên phục vụ có một cô gái trông có vẻ mới vào làm, động tác vẫn còn lóng ngóng. Giữa chừng cô ấy đến rót trà cho chúng tôi, tay cầm không vững nữa, người lại bé nhỏ nên không may làm rớt trà lên chiếc áo khoác trên lưng ghế. Tôi thấy cô ấy lập tức trở nên căng thẳng sợ sệt, nên chẳng quan tâm chiếc áo đó là của ai, liền nói ngay, không sao không sao, áo thì có thể giặt được, cô có bị bỏng không? Tôi nói như thế, chắc chắn những người có mặt sẽ không tiện trách mắng cô ấy nữa. Nghe tôi nói vậy, lại thêm tâm trạng căng thẳng, cô ấy như chực khóc, tôi vội nói không sao đâu, cô đừng sợ. Bình thường khi lái xe trên đường, nếu nhìn thấy người lang thang hay ăn xin, tôi đều bảo người bên cạnh đem cho họ ít tiền. Rất nhiều bạn bè khuyên tôi rằng, anh hai, họ lừa gạt đấy. Nhưng với tôi thì mặc cho họ có lừa gạt hay không, chỉ cần tôi thấy vui là được. Dù rằng sau khi tôi lái xe đi, người ta đứng đằng sau chửi tôi là thằng ngốc, cũng có sao đâu.